Xin mến chào các bạn đến với kênh Nguyễn Phước Minh 46 của mình. Mến chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy đến từ nhà mạng LG nha các bạn. Đây là con LG G8X. LG G8X nữa các bạn. Đây là bên đây là cái nút cạnh bên phải là nút nguồn nha bạn, bên trái là nút như tăng giảm âm lượng, còn cái nút này là nút gì mình chưa biết xài tới nữa. Đằng trước là cái chỗ bỏ sim thay nhớ các bạn. Đây là cái loa, đây loa, đây jack cắm, đây là chui sạc các bạn, đây jack cắm tai nghe các bạn. Cái máy này còn giữ lại được cái gắm tai nghe 3.5 nha các bạn. Rồi cái này với con này với lại con B50 là nó về ngoại hình là như nhau nha các bạn. Y chang nhau hết. B50S. B50S với con G8X là ngoại hình y nhau, y chang nhau nha các bạn. Chỉ có khác là con B50S thì nó ra RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256. Còn như cái con G8X này thì RAM chỉ có 6 GB và bộ nhớ trong chỉ có 128 GB thôi nha các bạn. Đây là có cảm biến vân tay trong màn hình đó các bạn. Nè, mình đã cài rồi, giờ bạn đè để mở. Các bạn để vô chút xíu khoảng 1 2 giây nha. Giữ 1 2 giây mới mở chứ không phải là mình đụng vô là mở liền. Cũng khá nhạy các bạn, rất là nhạy luôn nè. Đó, bạn để khoảng từ 1 đến 2 giây là sẽ mở màn hình. Cái này LG nó có cái hay là các bạn gõ hai cái sẽ tắt màn hình nha các bạn. Và mở gõ hai cái sẽ sáng màn hình. Mình khoái thì dùng cái đó rất là tiện. Mình hạn chế dùng cái nút nguồn á. Đây mình sẽ nói sơ cái cấu hình bên trong cho các bạn. Rồi các bạn có cần biết chính xác thì mình lên mạng mình tìm ra chính xác hơn nha các bạn. Đây là công nghệ màn hình đó là OLED nha các bạn. Độ phân giải là Full HD. Chỉ được là Full HD thôi nha các bạn, Full HD cộng thôi chứ không có được 2K nha các bạn. Kính cường lực thì Kodiak 5. Đây camera sau các bạn, camera sau chỉ có hai camera thôi. Camera sau hai camera, một camera 12 chấm và một camera 13 chấm. Còn camera trước là camera selfie là 32 chấm nha các bạn. Chip là Snapdragon 855 8 nhân. RAM là 6 GB. RAM 6 GB chứ không có bằng cái con B50S nha các bạn. B50S là RAM tới 8 GB lận. Và bộ nhớ trong là 128 GB. Thì B50S là bộ nhớ trong sẽ 256 GB. Mà về ngoại hình thì con này con G8X chứ con B50S là y như nhau nha các bạn. Là hai con này có thể xài chung một cái màn hình phụ được luôn. Thì cái này hỗ trợ 4G. Cái máy này của mình không có hỗ trợ 5G các bạn. 50B50S mới có bản hàng mới có hỗ trợ 5G. Kích thước là chiều dài là 159,3 mm, chiều ngang là 75,8 mm, độ dày nó là 8,4 mm nha các bạn. Trọng lượng là 192 g. Cục pin đó là 4000 mAh nha các bạn. Và có hỗ trợ sạc nhanh nha các bạn, cứ yên tâm, sạc rất là mau. Mở khóa bằng khuôn khuôn mặt bằng vân tay. Mở khóa vân tay dưới màn hình nè các bạn. Cái máy này của mình có hỗ trợ radio luôn các bạn.
FM radio cái này ít ai xài, nhưng mà nhiều khi cũng có người vẫn còn thích xài các bạn. Mình vẫn thích xài đài FM lắm là các bạn. Đây là bạn thấy đài FM không? Thì mình nói có hình sơ sơ để có vậy đó các bạn nào muốn chính biết chính xác mình lên Google mình sạc mình tìm hiểu thêm nha. Ở đây mình cũng mới mua về có ngày rồi mà mình xài thấy nói chung là pin thì ok các bạn, màn hình đẹp, pin ok, tốc độ xử lý cũng nhanh, tụi mình không chơi game. Và mà đây là màn hình giọt nước các bạn, chứ không phải như V50 là cái màn hình tai thỏ, màn hình này giọt nước. Và cái chủ yếu, cái chính quan trọng nhất là mình thích ở cái máy này là cái này là các bạn. Đây nè. Đó, các bạn thấy không? Đây là một cái màn hình phụ. Nó dạng mình cứ tưởng tượng giống như một cái bao da vậy các bạn. Đó. Giống như là một cái bao da của điện thoại, nhưng mà nó là một cái màn hình phụ nha. Nó kết nối vô cái máy chính này. Thì theo là các bạn thấy cái mặt trước nè, nó là mặt kính luôn các bạn. À, mình soi luôn nè, mặt kính để soi soi gương nặng mụn được luôn các bạn. Thì cái này nó sẽ kết nó sẽ gắn vô vậy các bạn. À, mình các bạn coi là nó có cái chấu dưới đây đúng không, có cái chấu dưới đây nè, thì mình sẽ gắn cái chui này vô, mình sẽ gắn cho các bạn coi nha. Đó. Rồi mình bóp trên đây lại. À, nó giống như một cái bao da, các bạn tưởng tượng đi, nó giống một cái bao da thôi, nó cũng nó hơi nặng nha các bạn, nặng mà nó to nhưng mà cầm đã tay lắm, mình thích lắm. Nè cái màn hình trước nè, màn hình trước bạn coi có hiển hiển thị đồng hồ cho mình luôn nè, hiển thị đồng hồ rất là to luôn. Thì cái này cái đặc biệt của nó là đây nè các bạn, nè để mình bây giờ mới là chính nè các bạn ơi. Khi mà các bạn gắn vô đây, để mình mở con tay lên nha, các bạn gắn vô cái bao da này rồi thì cái này gọi là màn hình phụ nha các bạn. Khi bạn gắn cho màn hình phụ rồi, nó sẽ có một cái nút ở bên tay đây, ở bạn bạn nhìn ngón tay trái mình nè, một cái nút ở ngón tay trái mình nè, nó có cái biểu tượng của nút nguồn nè, các bạn nhấn vô đó. Để mình các bạn nhấn vô đây thì nó sẽ hiển thị lên là nó cái dòng chữ là bật màn hình kép nha các bạn. Nè mình nhấn vô đây các bạn thấy dòng chữ nè, ở đâu viết mình nha, là nó để chữ này là bật màn hình kép, thì các bạn nhấn vô một phát đi sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra là màn hình kép nó nhảy qua một cái màn hình, nhảy qua đây nữa nha các bạn, là bây giờ cái máy mình trở thành hai màn hình nha các bạn. Cái màn hình ở bên đây nó cũng làm một cái khuyết giọt nước giống như bên đây, nhưng mặc dù cái màn hình của nó không có bị gì hết, nó nguyên vẹn, nhưng mà nó làm giọt nước giống bên đây cho hai cái đồng bộ hay gì đó các bạn. Đó. Chứ cái này nếu mà nó đừng làm giọt nước thì đẹp hơn, từ bên đây nó không có bị dướng cái camera nha. Là bây giờ có hiện giờ là các bạn có được hai cái màn hình rồi nha. Và cái này các bạn có thể gặp gặp vô nè, giống như một cái bao da đúng không? Bạn mở ra là được hai màn hình, các bạn mở bẹt ra luôn, banh ra vậy luôn, và các bạn xoay gặp ngược lại luôn rồi vẫn được nha, coi như là cái này nó gặp được 360 độ nha các bạn. Đó, mà khi các bạn gặp mà 360 độ vậy á thì chỉ còn sử dụng được cái màn hình này thôi, còn màn hình bên đây nó sẽ tối thui, nó không có sử dụng được nữa nha. Nên các bạn phải hở ra thì các bạn đó có đồ hở ra thì các bạn sẽ sử dụng được hai màn hình nha. Đó, màn hình trước màn hình sau nè các bạn. Là mà họ nếu mà họ ra là mình sẽ sử dụng được hai màn hình, cái trước cái sau, các bạn thấy mình xoay không? Đó. Các bạn để như vậy nè, bạn để như vậy là các bạn có thể coi được phim được bên đây có phim, bên đây cũng coi coi YouTube hoặc là coi gì đó. Còn như các bạn để như vậy thì các bạn sẽ làm được nhà như bên đây bắt các bạn coi YouTube, thì bên đây bắt các bạn bên đây các bạn coi YouTube, thì bên đây các bạn chụp hình hay là chơi game hay làm gì, Facebook, Zalo gì đó. Nói chung là cái màn hình này á là hai cái màn hình này độc lập với nhau nha các bạn.
bên đây xài một cái ứng dụng và bên đây xài một cái ứng dụng. Nhưng mà có một cái là hai cái màn hình này không thể xài chung một ứng dụng nha các bạn. Hai cái không thể xài chung được ứng dụng. Thí dụ như các bạn bên đây các bạn mở YouTube nè, mở cho các bạn coi. Cái màn hình bên tay phải này các bạn mở YouTube thì cái màn hình bên tay trái các bạn mở ứng dụng khác. Chứ nếu các bạn mở YouTube nữa thì cái YouTube ở đây sẽ nhảy qua đây để mình thử cho các bạn coi nè. Nên bên đây đang YouTube đúng không? Rồi nhấn YouTube bên đây cái nữa. Nó sẽ nhảy qua đây và bên đây nó sẽ hoán đổi các bạn, giống như mình hoán đổi nhau, chứ nó không thể nào mà hai màn hình mà coi một cái kênh YouTube này được. Nhưng mà các bạn có thể tải cái khác, ví dụ như xem phim hay gì về bên đây vẫn được nha các bạn, mình có thử rồi. Có nói chung là phần mềm khác á, chứ còn một chung một cái YouTube là không được. Hoặc là cái máy ảnh, các bạn thấy máy ảnh nè, chẳng hạn như các bạn chụp máy ảnh bên đây đúng không, các bạn chụp máy ảnh bên đây và bên đây các bạn xài YouTube thì được, hai cái khác, ứng dụng khác nhau. Nhưng mà các bạn bên đây các bạn cũng mở máy ảnh nữa thì không được nha. Lúc đầu mình tưởng là mình sẽ mở được hai máy ảnh, tức là bên đây mình sẽ chụp camera sau và bên đây mình sẽ selfie, nhưng mà thật ra không được các bạn. Bây giờ các bạn bấm qua máy ảnh bên đây thì nó sẽ nhảy qua đây rồi, rồi bên đây nó sẽ trở về màn hình chủ, tức là nó hoán đổi qua lại, tức là hai cái màn hình độc lập nhưng mà không thể sử dụng chung một ứng dụng nha các bạn. Mình hồi đầu mình cứ tự nghĩ là sử dụng chung, mình cứ nghĩ là mình sẽ hai cái này mình sẽ mở YouTube được hai bên luôn, nhưng mà mình đã bị lầm, tức là hai cái này nó sẽ không thể nào sử dụng một ứng chung một ứng dụng được, khác ứng dụng thì được, là mình được hai cái màn hình nha các bạn. Nè các bạn bên đây chụp ảnh, các bạn bên đây coi YouTube hoặc là gì đó, một bên Facebook một bên Zalo nha các bạn, cũng hay hay các bạn. Em đi thiết kế này cũng hay lắm, nó khác khác người, nó hàng độc này, mình đi đâu chơi này kia mình lấy ra cho người ta coi, mình thấy cũng hãnh diện chút xíu, nó lạ lạ, mình thích cái kiểu lạ này cho nên mình sưu tầm nó nè các bạn. Nè các bạn thấy không, hai màn hình độc lập nè, bên đây mình để hình hình riêng, bên đây hình hình đi riêng nè, hai cái độc lập nhau cũng vui lắm các bạn. Thí dụ như mình bên đây mình coi phim đi, thì bên đây mình nhắn Zalo, nhắn tin gì cho bồ hay gì đó chẳng hạn đó. Vậy là cái này nó hay là chỗ đó bạn, với đây khi mà các bạn đã gắn vô đây rồi đó, thì cái chấu sạc nó không còn nha các bạn, cái chấu sạc này không còn nữa. Đây cái jack cắm tai nghe thì ở đây, cái loa là cái lỗ đây, nhưng mà cái chấu sạc này nó không có nữa, mà nó thiết kế ra một cái chấu riêng nha các bạn. Một cái chấu này nè, là cái cục này các bạn, cái chấu này nó sẽ là có cục 500 đây là nó hít vô nè các bạn, hít vô nè các bạn, để nó sẽ hít vô đây rồi, và cái đây mới là chui sạc mình cắm vô đây nha, rất là tiện luôn các bạn, nó không ảnh hưởng đến cái này, hít vô đây là mình bẻ ra, mình nó cứng lắm nha các bạn, nè mình cầm mình xách luôn được luôn á, mình cầm xách được luôn nè các bạn. Nhưng mà các bạn muốn gỡ ra thì các bạn bẻ ra cái nhẹ nhàng thôi, rồi gỡ ra, nhưng mà các bạn để gần gần là tự hết luôn rồi nè. Đó nè, mình để ở đây mình thử cho các bạn coi nè, mình đưa mình đẩy cái điện thoại mình vô từ nha, nó sẽ hết vô nè, thấy không, tiện không à. Cái này như buổi tối mình sạc các bạn, mình cắm cái này vô trong cái dây sạc mình rồi đó, cái buổi tối mình cứ để gần cái mình in vô thôi, mình không thấy mò mò cái lỗ nữa, rất hay luôn các bạn, thiết kế rất là hay luôn á. Đó. Đó đầu nào cũng được hết nha, qua lại mặt nào cũng được hết, cứng lắm các bạn, xách điện thoại lên luôn rồi các bạn không sao luôn á. Nè cái này giống như là ba màn hình vậy các bạn, chứ không phải là hai nữa, là một màn hình này để nè, màn hình này để xem giờ nè, và soi gương được nha bạn, các bạn thấy mặt mình luôn nè không, rồi mình dở ra đây sẽ được hai màn hình, ok đẹp không, cảm biến vân tay trong màn hình đây, hai màn hình khác nhau, xài hai ứng dụng luôn. Mình thì để mình mở Zalo, mình mở YouTube đây, rồi mình mở Zalo đây, các bạn thấy không, hai màn hình khiên. Hoặc là mình mở Facebook đây,
Một bên YouTube, bên Facebook nha các bạn. Đây. Nâng cấp cộng đêm lướt Facebook nha các bạn. Đó, các bạn thấy mình vuốt hai cái màn hình hai bên không? Nó độc lập nhau nha. Mà mình thấy cái này nó cũng ít hao pin nữa các bạn. Nãy giờ mình mở mình test cho các bạn là hết có mới có 2% pin thôi à. Đó là cũng ít hao pin lắm. Chị Mình ơi. rồi các bạn ơi, giờ cái video giới thiệu cái điện thoại LG G8X của mình đến đây là xin tạm dừng nha các bạn. Cái này thì cái giá mua cũng rẻ các bạn, LG mà nó xuống giá nhanh lắm. Và cái máy, nếu cái máy các bạn mua cái máy không thì khoảng chừng 5 triệu mấy thôi, mà cái màn hình thêm một cái màn hình riêng này nữa thì nó khoảng triệu mấy 2 triệu nữa à, tùy theo mình mua cái độ mới cũ các bạn, nên là cũng rẻ đó các bạn. LG mà mình xài trải nghiệm công nghệ mới lạ chứ mau anh, cái này mau xuống giá lắm. Đó, các bạn thấy hay, ai thấy hay thì mua xài thử các bạn. Cũng vui lắm, cũng hay lắm. Này, các bạn để giống như cái laptop luôn không? Mấy người mà chơi game là mê lắm à. Thấy không? À, các bạn chơi game mà, mấy bạn chơi game cầm về nè các bạn. Cầm bấm 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 màn hình trên đây nè, mình bấm bấm dưới đây nè. Đó, lạng 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 qua lạng lại gì đó. Hay không? Gập ngược được, gập được bà 360 độ luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không nè, 360 độ luôn á. Rồi, thẳng luôn, thẳng lừ luôn. Vuông luôn đó. Các bạn thấy video mình hay thì hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Mình sẽ sưu tầm những cái mẫu độc lạ mình quay cho các bạn coi. Nhìn cứng cáp các bạn, nặng nặng đầm tay và cứng cáp, cái bảng to cầm rất là, nhìn rất là hầm hố các bạn. Cái V50S với lại cái G8X này là xài chung một màn hình phụ nha các bạn, và có thể gập được 360 độ. Còn cái LG V50 cũng có màn hình phụ nhưng mà các bạn chỉ gập được có 3 góc độ thôi nha, và cái này nó không được sát, nó chỉ được 3 góc độ thôi, cho nên là các bạn vẫn phân biệt được vậy nha. Cái này có thể gặp 360 độ. Nói chung là mình thấy cái này được đó các bạn, ok đó. Rất là hay. Mình thích trải nghiệm những cái mới lạ vậy đó. Độc và lạ. Thôi giờ đến đây xin mến chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian quý báu để xem clip mình nha. Thì các bạn có ai có thắc mắc hay ý kiến gì thì cứ comment bên dưới nha các bạn. Có thắc mắc gì mà để tìm hiểu về cái máy này á, các bạn có nào thích đang thích mua xài thắc mắc á thì cứ comment bên dưới đó, mình biết được cái gì mình chỉ nhiệt tình cho các bạn. Rồi. Đó. Rồi, bye bye. Bye bye các bạn nha.